Trong nhiều tuyên bố của thống đốc ngân hàng trung ương châu Âu ECB trong một hai tuần qua, ông Mario Draghi kiên quyết cho rằng ECB sẽ không hạ lãi suất hiện đang là mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, với số liệu lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp được công bố ngày hôm qua, có lẽ ECB nên cân nhắc lại chính sách của mình. Thị trường đang sốt ruột theo dõi cuộc họp hội đồng thống đốc ECB diễn ra vào ngày mai. Theo số liệu của Eurostat, tháng 3 năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng châu Âu tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến tháng 4, chỉ số này tăng 0,7%, nhưng sang đến tháng 5, lạm phát lại giảm xuống còn 0,5%, không đạt như dự báo của chuyên gia. Trước đó, lạm phát từng dừng ở mức này vào tháng 11 năm 2009. Con số này cho thấy tiến trình đạt mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hãy còn rất dài. Điều này làm gia tăng làn sóng ý kiến cho rằng ECB cần phải nhanh chóng hành động để thúc đẩy lạm phát. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp lạm phát đứng dưới ngưỡng nguy hiểm 1% của ECB. Trước đó, số liệu của Đức cho thấy lạm phát theo năm của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đứng ở mức 0,9%, cao hơn đôi chút so với dự báo, trong khi giá tiêu dùng của Tây Ban Nha lại giảm với mức nhiều nhất trong gần 4 năm rưỡi. Trong cuộc họp vào tháng trước, ECB để những nguyên lãi suất và không thực hiện thêm biện pháp mới nào để thúc đẩy sức phục hồi vẫn còn bấp bênh của nền kinh tế. Chủ tịch ECB Mario Draghi khi đó đã ám chỉ rằng ngân hàng sẽ không làm gì hay có hành động mạnh nào nếu chuyển vọng xấu đi, kể cả việc mua các khoản nợ hay các tài sản khác từ các ngân hàng. Cuộc họp hội đồng thống đốc ECB sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 5 tháng 6. Một số chuyên gia cho rằng ECB nên cắt giảm lãi suất. Hiện lãi suất đang dừng ở mức kỷ lục 0,25%, có khả năng lãi suất sẽ giảm xuống còn 0% hay thậm chí lãi suất ở mức âm, tức là ECB sẽ đánh thuế các khoản tiền gửi ngân hàng. Mối lo ngại đối với mức lạm phát của 18 quốc gia thành viên Eurozone đã khiến thị trường nóng nóng. Lạm phát của khu vực xuống dưới mức thấp nhất 47 tháng vào tháng 10 năm 2013. Thời điểm đó, lạm phát của Eurozone chỉ có 0,7%. Để chặn đứng đà giảm, ECB lập tức hạ lãi suất xuống còn 0,25%. Nhưng cho đến nay, số liệu cho thấy biện pháp này vẫn chưa đủ để đạt hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng thuận với ý kiến này. Nhiều người cho rằng việc tiếp tục hạ lãi suất có thể gây ra tình trạng thiếu thanh khoản. Mặt khác, lại có ý kiến cho biết dù là hạ lãi suất, tăng mua trái phiếu hay tung gói nới lỏng định lượng QE, thì ECB vẫn nên tăng hỗ trợ thị trường. Hiện tại ông Mario Draghi có hai lựa chọn: một là không làm gì cả để tiếp tục quan sát diễn biến đang ngày càng tiêu cực của tiến trình lạm phát; hai là tung thêm biện pháp hỗ trợ thị trường, mà nhiều khả năng đó sẽ là một biện pháp cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, một báo cáo khác của Eurostat cũng công bố hôm ngày 3 tháng 6 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực sử dụng đồng tiền chung cho ECB trên thực tế đúng như dự đoán, tháng 4 năm 2014 tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 11,7%, chỉ nhích rất nhẹ so với tỷ lệ 11,8% của tháng 3, có 110.000 người đã quay lại thị trường lao động trong tháng 5. Như vậy, châu Âu vẫn chưa thoát khỏi mối lo thất nghiệp cao, trong đó Áo và Đức là hai nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất khu vực với lần lượt là 4,9% và 5,2%, Hy Lạp và Tây Ban Nha là hai nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất với lần lượt là 26,5% và 25,1%. Cứ hại 4 người Tây Ban Nha thì có 1 người thất nghiệp. Số người thất nghiệp trong độ tuổi dưới 25 vẫn còn rất cao, trung bình ở mức 23,5%, Hy Lạp và Tây Ban Nha vẫn là hai nước giữ tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi này với lần lượt là 56,9% và 53,5%. Đó là dấu hiệu cho thấy EU cần phải thay đổi cấu trúc chính trị và kinh tế hiện tại. Cũng giống như quyết định thoái vị của vua Tây Ban Nha, mọi chuyện đều có thể xảy ra đối với ECB. Có thể ECB đang cân nhắc cho một sự phát triển trong dài hạn, nhưng trước mắt, bất cứ hành động nào đáp lời thị trường cũng sẽ tốt hơn là tiếp tục rung đùi chờ diễn biến mới.